Chương trình Thế giới trong tầm tay do Trần Nguyên Thắng, giám đốc AT&T Travel and Tours phụ trách, xin trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, cô Nhất Anh hiện nay đang chu du khắp nơi trên thế giới, cho nên cô giao cho chúng tôi làm thay cô ba chương trình với anh Trần Nguyên Thắng. Xin kính chào anh Trần Nguyên chào Thắng. Chào anh Thái. Thế anh, hôm nay chúng ta sẽ nói gì và địa điểm nào trên thế giới? Có lẽ trong chương trình Thế giới trong tầm tay nói rất là nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà có một cái đất nước nhỏ nhưng mà ở Âu Châu, nhưng lại bù lại nó có nhiều cái liên hệ lịch sử với đất nước Hoa Kỳ của chúng ta, là Ireland. Ireland, tiếng Việt Nam mình gọi là Ai Nhĩ Lạc. Tại sao dịch ra chữ đó thì mình không biết. Có chứ, tại vì Ireland thì tiếng họ dịch sang tiếng người Hoa đó, người Trung Hoa họ không đọc được chữ Ireland, thì họ viết bằng chữ Hán, họ viết chữ I là chữ Ái. Ireland, họ đọc như vậy nó giống như là Ireland. Ai Nhĩ Lạc. Nhưng mà tiếng Hán Việt của chúng ta gọi sang thì gọi là Ai Nhĩ Lạc. Từ trước giờ những người Việt Nam mà tôi được gặp thì thường thường nói là thích đi du lịch Pháp, Đức, Ý, Hỏa Lan, Vatican, đi Nga, đi Ai Cập, đi Do Thái, vân vân. Nhưng mà đi Ai Nhĩ Lan thì... Có lẽ một phần lớn là những cái về văn hóa, về những cái điểm gọi kiến trúc, về những cái thắng cảnh. Thì đất nước như bên Vương quốc Anh chẳng hạn, như bên Pháp chẳng hạn, như bên Âu Châu, bên Đức, bên Nga, có nhiều cái gọi là đồ sộ so với thế giới hiện tại của chúng ta. Thế tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn về một cái điểm văn hóa mà chúng ta có thể đến và chúng ta học hỏi được rất là nhiều, và đồng thời nó cho mình những cái gọi là cảm giác đúng là du lịch đó, có nghĩa là chúng ta được relax, chúng ta có thể thoải mái và chúng ta ôn lại lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, liên hệ với một đất nước ở bên Âu Châu. Thì như anh Thái biết là ngày xưa cái Hoa Kỳ được thành lập do những người từ bên Âu Châu được chạy trốn sang một cái tân thế giới. Và chúng ta thấy bây giờ những cái thế hệ thứ ba, thứ tư, họ đã trở về lại đất nước của họ. Và cái đất nước đó là Ái Nhĩ Lan, Ireland. Anh nói rõ hơn cái sự liên hệ lịch sử giữa Ái Nhĩ Lan và nước Mỹ là cái gì? Nếu chúng ta biết trong những khoảng thế kỷ thứ 15, 16, có những cuộc gọi là... và vấn đề tranh chấp về tôn giáo, về thí dụ như về Catholic về với Tin Lành, về với Protestants, vân vân, thì tất cả những cái sự tranh chấp đó đã khiến một số người đã không thể sinh sống được ở bên Âu Châu, hoặc là không sinh sống được ngay đất nước của họ, thì họ đã đi tìm một cái gọi là thế giới mới. Và thế giới mới đó thì ngay lúc đó thì Hoa Kỳ đã được ra đời, và những cái thế hệ từ thế kỷ thứ 18, 19 họ sang đây, và những người đó họ để lại những hậu duệ họ đến ngày nay. Và chúng ta biết rất là nhiều vị lãnh đạo, vị tổng thống của Hoa Kỳ đều có một cái gốc gác là Ái Nhĩ Lan, Ireland, Irish people. Tức là nói chung lại là nước Mỹ là một cái sự đa chủng tộc, cho nên cái sự hình thành của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này có nhiều sắc dân mà đã từng chạy từ Âu Châu. Thí dụ như là tổ tiên của ông Trump chẳng hạn đến từ nước Đức, phải không ạ? Bây giờ tôi hỏi thế này, anh vừa nói về lịch sử một cái ngắn gọn, nhưng mà về thắng cảnh thì sao? Thắng cảnh thì có đến với Ireland thì chúng ta biết là Ireland cũng có những cái thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Chẳng hạn như chúng ta có thể đến thăm những cái khu Cliff of the Moher, hoặc là chúng ta đến thăm cái du ngoạn, cái thắng cảnh gọi là Ring of the Kerry. Đó là những thắng cảnh mà hầu như ai đến Ireland là cũng phải đi đến đó chơi và đến đó để thưởng ngoạn. Ngay cả một cái người rất là nổi tiếng trong cái thế giới điện ảnh, mà đó là anh hề rất là vang dội trong thế kỷ thứ 20. Đó là anh hề sạc lô, chúng ta hay gọi là sạc lô đó, Charles Chaplin đó. Ông cũng đã từng đến với cái khu vực Ring of Kerry và đến với đất nước Ireland để ông du ngoạn về đó. Và bây giờ chúng ta đến đó, chúng ta còn thấy được cái tượng của Chaplin đã được cái thành phố ở đó họ vinh danh, họ dựng tượng của ông. Anh phải nói rõ thế này thì khán giả người Việt TV online có thể mừng tượng rõ hơn. Những cái địa danh mà anh vừa mới nói đó, nó nằm cách thủ đô của Ireland bao xa? Và tên của thủ đô là gì? Tên thủ đô của Ireland chúng ta nói đến Dublin. Dublin. Dublin okay. Đó là một thành phố không lớn lắm, nhưng mà dân số của Ireland chúng ta có hình dung có khoảng 5 triệu dân. Không? Chưa bằng một phần bao nhiêu? Một phần tư của California. No. California của chúng ta là 40 triệu. Chúng ta còn nói 8, gọi là hơn bao nhiêu? Gần 8 lần, để chúng ta thấy là cả một cái đất nước Ireland với một cái diện tích là 70.000 cái số vuông mà chỉ có 5 triệu dân thôi. Mà 5 triệu dân thì 2 triệu dân đã tụ lại trong cái thành phố thủ phủ Dublin.
Đã. Thành ra đến với Dublin vào những tháng mùa hè thì chúng ta thấy thành phố rất là nhộn nhịp, giống hệt như một thành phố của châu, giống hệt như London, giống hệt như Paris. Thế tuy nhiên thì cái dáng dấp của cái Dublin nó vẫn có cái dễ thở hơn ở những thành phố lớn bên Âu Châu như Paris hoặc là London. Thành ra chúng ta hôm nay chúng ta nói thêm một cái thắng cảnh mà tôi nghĩ là đã đến với Ireland là ai cũng đến thăm đó. Và đến cái thắng cảnh đó thì chúng ta mới thấy được cái thiên nhiên nó cũng có cái đặc biệt đối với cái đất nước Ireland. Thắng cảnh đó là gì? Cái đó là cái vách đá núi dựng trên biển. Nó gọi là Cliff of the Moher. Moher. Thành thử chúng ta thấy qua một vài những hình ảnh chúng ta sẽ được quý vị sẽ được nhìn trên video clip chúng tôi đem về, và quý vị có thể hình dung một cái vách núi đá mà đứng thẳng trên biển mà dài như vậy, nó dài cũng khoảng gần 10 miles. Và cái độ cao của nó là trung bình, cứ gọi trung bình chúng ta phải nói cho cái điểm cao nhất của nó khoảng 200 m. Đứng từ trên 200 mét thì xuống dưới biển thì chúng ta không thấy thấy nó không phải là nông nữa mà rất là sâu. Và đây là một cái vách núi thẳng đứng, thành ra nó có những cái điểm thu hút giới trẻ rất là nhiều, thu hút những người du ngoạn thích về adventure, thích mạo hiểm, thích về một cái không gian biển, thích về một không gian gọi là đồng cỏ. Thì phải nói Cliff Moher là một cái chỗ địa điểm mà không thể du khách đã đến với Ireland mà không đến được. Thưa khán giả, chúng tôi sẽ trở lại ngay chương trình Thế giới trong tầm tay do anh Trần Nguyên Thắng là giám đốc của AT&T Travel and Tours phụ trách sau ít phút thông tin thương mại. Trở lại chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Thưa anh, nếu mà bay từ Los Angeles của miền Nam California đó mà bay tới Dublin, ra thủ phủ của Ireland, thì mất bao nhiêu lâu? Chúng ta cứ hình dung như này, chúng ta bay một vòng đi qua khu vực của Bắc Cực. Chúng ta bay từ Los Angeles, chúng ta phải bay xuyên qua phía Bắc Mỹ, tức là đây bay qua Canada, và có thể chúng ta bay vòng qua cái phía vòng Bắc Cực đó, chúng ta xuống Dublin là có lẽ gần nhất. Và nếu nó có chuyến bay thẳng thì chúng ta sẽ mất cũng tương đối là khá nhiều thời giờ. Là bao nhiêu? Tại vì từ đây chúng ta cứ tính như thế này, từ bên New York mà chúng bay qua bên kia chúng ta có thể mất 6 tiếng. Bay qua Dublin đấy. Bay tới Dublin 6 tiếng đến 9 tiếng. Đó. Còn nếu chúng ta từ Los chúng ta bay thêm 6 tiếng nữa, chúng ta cộng tất cả là khoảng 12 tiếng. Đó. Thế 9 cộng 9 cộng 6 là 15 chứ 12. Không, 6 tiếng ở đây với 6 tiếng phía bên kia nữa, 6 tiếng phía bên kia nữa, tức là khoảng 12 tiếng, ít nhất là 12 tiếng. Tùy theo cái chuyến bay chúng ta có ngừng ở đâu hay không. Nếu mà những người thích thiên nhiên thì hẳn theo như lời mô tả chắc là sẽ muốn đi thăm Ireland rồi. Nói đến cái khu vực Cliffs of the Moher thì tôi hình dung ngay ra, thường thì trên thế giới ai cũng biết đến một cái mỏm đá cái giống như cái lưỡi gà nhô ra ngoài không gian á. Anh nói ai cũng biết đến nhưng tôi không biết, tại vì cái đó là bên Norway. Chưa bao giờ đi cả. Thì Norway đó là một cái khu vực rất là nổi tiếng, là nó cao tới 700 m trên bầu trời đó, mà cái mõm nó giống như cái lưỡi gà thò ra ngoài, thành ra người nào gan dạ lắm mới dám mần mò ra đó để ngồi chụp tấm hình. Thế tuy nhiên nếu quý vị đã sợ cái đó thì quý vị cứ thử đến với Cliff of Moher. Chúng ta chỉ cao ở được có độ cao 200 m thôi, nhưng cũng có những cái tảng đá nhô ra khỏi cái không gian mà chúng ta có thể nhìn xuống dưới biển, và đó cũng là một trong những cái mà gọi là tôi gọi là một cái tour du lịch mà tạo cho những người trẻ cái gọi là mạo hiểm, một cái thích thú về cái gọi là thích gọi là adventure, thích là mạo hiểm đấy. Là mạo hiểm mà rất là mạo hiểm chứ không phải là chúng ta chỉ đến chúng ta tưởng là dễ mà chụp được tấm hình mà để khoe hay là hỏi thăm anh ngay là từ dưới đất mà đi lên tới cái mỏm đó thì đi bằng cái gì? Cái đặc biệt của nó là cái chỗ đó là như thế này, chúng ta không cần phải đi phải trèo cao gì cả. Cái đó nó là một cái đồng bằng cao, nằm phía hành trình và cao so với mặt biển. Và cái chỗ khúc mà chúng người du lịch đến á, là khúc cao nhất của cái Cliff of Moher. Ở đó nó có một cái visit center. Và cái đặc biệt khi mà chúng ta đến á, thì xe coach sẽ dẫn chúng ta đến. Và dĩ nhiên chúng ta không nhìn thấy một cái building nào xây cao ở trên đó cả. Đặc biệt là chúng ta vẫn nhìn thấy đồng bằng, chúng ta chỉ nhìn thấy biển. Mà không biết tại sao gọi là visit center. Thế chúng ta đến nơi chúng ta đi bộ vào chúng ta mới biết tất cả những cái thiết kế của cái khu vực đó người ta đã thiết kế nằm dưới cái lòng đất. Và chúng ta đến nơi xe bus đậu lại và chúng ta đi bộ xuống và chúng ta đi vẫn không nhìn thấy cái building nào cả, nhưng mà chúng ta đi sâu vào trong thì bắt đầu chúng ta đi vào những cái khu mà để bán vé
để đi vào. Và chúng ta ở đó có những quán cà phê, có cafeteria, có những gift shop và có những nơi nghỉ để cho người du khách có thể đến. Và dĩ nhiên tất cả cái đó người ta đã thiết kế bằng cách là xây dựng một cái gọi là tòa nhà nằm dưới lòng đất. Và chúng ta đến đó và chúng ta vào trong đó. Và ở bên trên để đi dọc theo cái con đường đi gọi là hiking đó, để đi từ điểm này đến điểm nọ, để chúng ta thưởng ngoạn những cái gọi là không gian giữa cái cliffs, giữa cái vách đá của núi với biển, với là cái đồng bằng bên trên, thì chúng ta có thể đi dọc theo đó. Thế tuy nhiên thì chính quyền địa phương họ cũng đang ngăn chia rất là rõ cho người du khách để tránh sự an toàn cho người du khách. Thì họ đã xây ra một cái khúc được được gọi là thiết kế là có cái bờ tường để chúng ta mân mê theo. Nhưng mà có một khúc thì hoàn toàn để dành cho những người thích adventure, thích mạo hiểm. Và có những cái tảng đá mà quý vị có thể nhìn qua cái video clip chúng tôi đem về, quý vị thấy đó, có những cô gái mình mò đi sát ra ngoài, họ chỉ cần ngồi thì thò cái chân ra phía Monument ra ngoài, chụp tấm hình xong rồi cũng phải Monument trở lại. Và đồng thời chúng ta đã thấy có những cặp tình nhân họ đưa nhau sát ra cái tận cái món đá phía ngoài chụp một tấm hình thôi. Nếu mà có chết thì cùng chết cùng nhau đấy. Romeo Juliet ở ngay chỗ đó. Tuy nhiên thì ngay cá nhân tôi cũng đến, nhưng mà thú thật thì cũng phải đứng xa một tí, không dám quá. Tại vì này, ngoài cái chuyện chúng ta đứng, chúng ta thấy thích thú, nhưng mà những cơn gió lốc bất thần đến thì đó là rất là nguy hiểm. Tại vì đứng ở trên một cái đợt cao khoảng gần 200 mét thì như anh Thái biết, nó không phải là đơn giản nữa. Là lúc đó chúng ta phải nói thì thầm, gió ơi đừng thổi nữa. Thế anh, nhưng mà trong một cái đoàn đi như vậy đó, dĩ nhiên là đi kéo dài 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày gì đó, thì chắc cũng có người muốn đi về những cái thành phố biểu tượng của Ireland thì nên đi đâu? Nói đến là có lẽ chúng ta cần một chương trình, thêm một chương trình khác để chúng ta nói về những cái thắng cảnh. Mà cái thắng cảnh mà chúng tôi muốn giới thiệu tiếp đó, nó sẽ là cái thắng cảnh của Ring of the Kerry. Đó là một trong những thắng cảnh nổi tiếng về thiên nhiên của Ireland. Và dĩ nhiên thì cái căn bản nhất thì chúng ta đến với Ireland thì chúng ta phải đến Dublin. Và đến Dublin thì chúng ta thấy tất cả những cái sinh hoạt, những cái ẩm thực, những cái văn hóa đều được có cái sự hiện diện ngay cái thành phố thủ đô Dublin. Và đó cũng là một trong những cái địa điểm mà đã đến Ireland thì chúng ta phải đến tất cả những cái địa điểm chúng ta đang trình bày. Thưa quý khán giả, nãy giờ thì Trần Nguyên Thắng là giám đốc của AT&T Travel and Tours đã nói về những cái thắng cảnh thiên nhiên của Ireland, nói về một chút lịch sử có quan hệ với nước Mỹ, cái khoảng cách mà bay từ Los Angeles tới Ireland như thế nào, vân vân. Anh có nghĩ là cần phải thêm một chương trình nữa không? Bởi vì chương trình này thì đã sắp sửa hết giờ rồi. Thực sự thì chắc chắn chúng ta cần phải thêm một, hai chương trình nếu tùy. Chỉ nói về Ireland thôi. Về Ireland không thôi. Tại vì mỗi một thắng cảnh, mỗi một nơi trốn đều cho chúng ta những cái gọi là những cái nét đặc biệt để chúng ta đến nơi và chúng ta thưởng thức được nó. Và dĩ nhiên cái tốt nhất vẫn là cái thưởng thức bằng đôi mắt của mình. Anh có gặp người Việt Nam là định cư và sinh sống tại Ireland? Tôi không có gặp người Việt Nam là sinh sống ở Ireland. Thế tuy nhiên thì tôi biết là Ireland chúng ta hơi phân biệt một tí. Thế có lẽ còn ít phút chúng ta có thể nói thêm một tí. Khi mà nói đến Ireland chúng ta phân biệt là hai cái địa danh khác nhau. Một cái gọi là North Ireland thuộc về Vương quốc Anh, và một cái gọi là Ireland tức là Cộng hòa Ireland tức là Republic of Ireland. Hai đó là hai đất nước khác nhau và đó là hai địa điểm khác nhau nữa. Thành ra khi nói đến Ireland thì chúng ta có thể nói một số những cái thắng cảnh của Ireland và một số thắng cảnh của North Ireland. Thưa khán giả, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng vào tuần tới, cũng với đề tài Ireland tức là Ireland. Cảm ơn anh Trần Nguyên Thắng. Dạ, cảm ơn anh Thái. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới.